tôi đi bao nhiêu cái đường tắt. Nãy tôi nói yêu cầu chị ra đường chính rồi đi nha. Đường chính là đường nào? Đường ở ngoài. Nãy giờ cái đường ở ngoài, đường Phạm Văn Đồng, đường Phan Văn Trị rất là nhiều ngoài kia. Chị không đi, chị đi vào đường này là sao? Chị còn chống đối, lao xe vào trong đây nữa. Cái cầu tôi sợ, tôi sợ tôi đi lạc. Không được cái gì nha. Người ta không biết đường đi mà biểu mà ta đi qua cái đường cầu là đi làm sao, đi là đi lạc là sao? Cái đường này người ta đi, người ta quen thuộc cái đường về nhà người ta mà cấm là cấm gì? Yêu cầu chị đeo khẩu trang rồi đó chị nhá. Tôi không có đeo khẩu trang, để cho người ta nhìn rõ cái mặt của tôi. Rồi. Những người đeo khẩu trang là những người đã lao vào khu vực cách ly. Một phụ nữ nói đeo khẩu trang là người bị truy nã. Một phụ nữ không đeo khẩu trang cố tình chạy vô khu vực đang bị cách ly phòng dịch COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh. Dù lực lượng chức năng và người dân nhắc nhở đeo khẩu trang, nhưng người này to tiếng nói đeo khẩu trang là những người bị truy nã. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một video ghi lại hình ảnh một phụ nữ không đeo khẩu trang chạy vào trong khu vực cách ly y tế. Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15. Riêng quận Gò Vấp và một phần ở quận 12 thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16. Hàng trăm điểm bị cách ly y tế do có ca nhiễm COVID-19. Thế nhưng một phụ nữ không đeo khẩu trang đã bất chấp chạy xe qua khu vực đang cách ly. Khi lực lượng chức năng yêu cầu người này đi đường khác, chị không chấp hành với lý do đi đường tắt vì không biết đường đi, sợ đi lạc. Thậm chí người phụ nữ này không chấp hành đeo khẩu trang, liên tục cãi chày cãi cối rằng không đeo khẩu trang để người ta thấy cái mặt của tôi. Những người đeo khẩu trang là những người bị truy nã. Một số người dân chứng kiến sự việc đã tỏ ra bức xúc và lên án người phụ nữ này. Bởi vì tôi nói á, ai mà qua lấy nước lấy nước mẹ đi, chính quyền này Việt Nam nó có còn ở đâu? Cái đường đi này mà cấm người ta vô lý quá. Như nói sang vấn đề là bị lãng mạn rồi đó. Tôi không biết là tôi đang sống ở Việt Nam mà tôi sống ở Trung Quốc đây đó, hay là ở Mỹ đó, tôi còn không biết luôn á. Thiệt, tôi đẻ ở đây nè mà tôi không biết tôi là người Sài Gòn luôn á. Cô hiểu từ dịch COVID không? Hay được, hiểu từ đó là con được, 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 được. Cứ để cơ quan ta xuống thôi làm. Để công an làm việc đấy. Hiểu từ dịch COVID không? Tôi đang tin tầm bậy tầm bạ. Bây giờ là bây giờ mọi người cho tôi là yêu cầu đi mang khẩu trang vào. Được không? Chị nên hiểu đây là tin bảo vệ. Các người đứng đầu đeo khẩu trang. Tại sao người ta chở đồ nặng như vậy không cho người ta vô là sao? Cái khẩu trang không được đâu.